Coi hình cưới của người ta rồi ao ước sao? Kệ em đi, liên quan gì tới anh? Ủa mà anh cũng có thiệp cưới mà, hôm nay anh có đi không? Hoàng Thiên không đi, sao anh dám đi được? Thà bị ba em ra chút xíu còn đỡ hơn á, là mắc tội trực tiếp với Hoàng Thiên. Mấy người là bạn thân cho nên là hùa nhau ăn hiếp chị Ánh Tuyết hả? Mà nè, mà nếu em rủ anh đi á, anh có đi không? Để coi em mời anh với tư cách là gì. Mà thiệp cưới của em á ghi là Hoàng Oanh cộng NT hả? Nếu làm NT của em đi đám cưới chắc Hoàng Thiên không giận anh đâu. NT là cái gì? Là người thương đó cô. Anh quên, bao nhiêu năm đi học xa nhà, em có nhận thiệp cưới bao giờ đâu mà biết được. Mà bây giờ có nhận thiệp cưới á thì cũng toàn là thiệp thôi nôi nè, đầy tháng nè, còn thiệp cưới chắc không có đâu ha. Nè, bộ anh không khịa em là uống cà phê không ngon hả? Thấy gì đeo? Móng tay. Đúng rồi, cà rách mặt đó. Đẹp quá à. Không biết lúc mình làm cô dâu có được đẹp vậy không ta? Chắc chắn là sẽ đẹp hơn rồi. Đẹp hơn cả anh Tuyết nữa. Anh chưa đi nữa hả? Sao anh rảnh rỗi ở nơi hóng hớt hoài vậy? Mà sao rồi? Anh biết em là cô dâu sẽ đẹp hơn vậy? Tại vì em trẻ trung hơn, dễ thương hơn, nên tất nhiên làm cô dâu sẽ đẹp hơn rồi. Anh tiên tri thấy được điều đó. Vậy anh có tiên tri được chú rể của em là ai không? Là anh chàng xấu số nào đó. Chứ em giữ như chàng vậy đó, còn nhõng nhẽo nữa, ai dám cưới em? Ý anh nói là không ai thích em á hả? Đầy người theo đuổi em á, anh chói mắt lên mà coi. Đâu, anh có thấy ai đâu, ngoài anh nè. Vậy thì anh có chịu làm chú rể của cái đứa dữ dằn nhõng nhẽo không? Anh mỏng manh yếu đuối lắm, nhưng mà không chịu thì thôi. Quên, anh chưa nói xong mà. Phong ơi là Phong, suốt ngày lấp lửng, còn làm cô ấy giận nữa. Hạnh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên. Phong ba như gió sương, còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.